30 suất quà Tết cũng vừa được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng đến cử tri có nhiều đóng góp cho hoạt động Quốc hội, các gia đình chính sách, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Vũng Tàu. Trong đó, 10 suất quà của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, 20 phần quà trị giá 1 triệu đồng do nhà hảo tâm hỗ trợ.